Mụn thịt xuất hiện là do việc tích tụ các bã nhờn. Bã nhờn này tạo thành khối u và nổi trên bề mặt da. Mụn thịt về bản chất của nó là các u tuyến mồ hôi, được mô tả bằng các sắc tố hình nấm. Mụn thịt có thể xuất hiện quanh mắt, cổ và các vị trí khác trên cơ thể. Đây là bệnh lý xuất hiện ở mọi lứa tuổi, nhưng nó phát tán một cách nhanh chóng khi mà chúng ta ở độ tuổi 30, là trong cái giai đoạn mà bắt đầu hình thành lão hóa. Nguyên nhân cụ thể gây ra là do bạn có những cái thói quen ăn uống như là các loại đồ ăn đồ uống chứa nhiều đường, chất béo, đồ ăn dầu mỡ, rửa, hay là chúng ta thường thức khuya, ít uống nước, gây ra sự tích tụ protein keratin một cách quá mức, dẫn đến là rối loạn hệ thống collagen trong cơ thể, mất cân bằng ở các tuyến mồ hôi, gây ra các nốt mụn thừa dưới da. Dấu hiệu nhận biết là chúng ta bắt đầu nhận thấy có những cái nốt cộm cộm trên bề mặt da, càng về lâu thì nó sẽ bắt đầu to hơn và nó chuyển dần sang màu nâu, và càng để lâu hơn nữa thì bắt đầu nó sẽ có cái độ dày và dư lên trên bề mặt da, nó chuyển sang thành màu nâu đậm. Theo các chuyên gia nhận định thì đây là các khối u lành tính, nhưng mà chúng ta sẽ rất là khó chịu vì nó không có cái tính thẩm mỹ. Chúng ta hãy đi khám và điều trị kịp thời, bởi vì cái phương pháp điều trị cho cái mụn thịt này rất là đơn giản và hiệu quả. Bên cạnh cái việc chúng ta điều trị thì chúng ta cũng cần phải là tránh cái việc là ăn uống những cái thực phẩm dầu mỡ, những thức ăn nhanh, hay là những cái sản phẩm mà đồ ăn đồ uống nó chứa nhiều đường, nó sẽ làm cho cơ thể chúng ta bị tái phát lại. Chúng ta hãy thiết lập một cái chế độ sinh hoạt cũng giống như là ăn uống hợp lý để cơ thể chúng ta có thể đẩy lùi các bệnh tật. Hub Beauty, chăm sóc sức khỏe cộng đồng.